Xin chào các bạn, tôi đang đứng ở đây là trụ sở chính của Apple và công ty sản xuất ra các cái sản phẩm như là iPhone, iWatch, hay là iMac hay là MacBook, đúng không ạ? Những cái sản phẩm mà được thị trường rất là yêu thích. Chúng ta có thể nhìn sang đây, đây chính là cái Apple Headquarters, tức là cái văn phòng mới xây, trụ sở mới xây của Apple rất là đắt tiền, chỉ giá 5 tỷ đô la có ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ là cái trụ sở của Apple, gọi là nhà phi thuyền, có hình tròn rất là lớn, và đây là trụ sở được xây dựng với cái mức kinh phí là 5 tỷ đô. Các bạn có thể search trên Google để biết điều đó. Và đây là khu này, là cái khu tôi đang đứng ở đây, là cửa hàng Apple ngay tại văn phòng của Apple luôn. Ở dưới tầng 1 nó chính là trụ sở để bán các sản phẩm, và dưới tầng 2 là quán cà phê rất là đẹp. Đây là nằm trong thung lũng Silicon của bang California, và tôi có cơ hội được đến đây chia sẻ với các bạn. Mình cho các bạn ngắm lại một lần nữa trụ sở phi thuyền này nhé. Tôi sẽ quay từ góc này cho tới góc này. Ở đây cây nó rất là nhiều nên là nó không nhìn thấy gì đâu. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy kỹ thể trạng. Thung lũng Silicon chúng ta thấy là thung lũng rất là đẹp, rất là nhiều cây cối và rộng rãi. Đây chỉ là một trụ sở thôi, trụ sở chính. Còn các công ty con của Apple quanh đây cũng rất là nhiều. Tôi cũng vừa đi tham quan, cũng có đến hàng chục các cái tòa nhà, hàng chục các khu khác nhau dành cho Apple, cũng như là Google hay là Microsoft hay là Adobe vân vân. Rất nhiều những cái công ty thương mại điện tử và sản xuất công nghệ nổi tiếng của Mỹ cũng như là toàn thế giới ở đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.